Thưa quý vị và các bạn, hôm nay tròn 99 năm, nền báo chí cách mạng Việt Nam đồng hành cùng đất nước và dân tộc, là lực lượng nòng cốt trên mặt trận tư tưởng văn hóa, bảo vệ lợi ích quốc gia, dân tộc. Cùng với báo chí cả nước, các cơ quan báo chí tỉnh Vĩnh Phúc luôn phát huy tốt vai trò cơ quan ngôn luận của Đảng bộ, chính quyền, diễn đàn của các tầng lớp nhân dân, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Kênh truyền hình Vĩnh Phúc và báo Vĩnh Phúc luôn là người bạn đồng hành cùng với đảng viên, cựu chiến binh Hà Đống và nhiều đảng viên lão thành ở phường Liên Bảo, thành phố Vĩnh Yên. Bên cạnh việc theo dõi tình hình công tác xây dựng Đảng và mọi mặt đời sống kinh tế xã hội của Vĩnh Phúc, đảng viên Hà Đống đánh giá cao những đổi mới của báo chí Vĩnh Phúc thời gian qua, đặc biệt là trong công tác bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Những người làm báo là những chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng. Hãy giữ tâm sáng, lòng trong, bút sắc để đấu tranh lại các lực lượng, phản bác lại các lực lượng chống phá đường lối cách mạng của nhân dân ta. Mà đường lối cách mạng của nhân dân ta đang xây dựng cái xã hội của mình là phải hy sinh hàng triệu, hàng vạn người con ưu tú để bảo vệ chế độ. Mà bây giờ các thế lực thù địch nó vẫn chống phá ta hàng ngày, nó tìm mọi cách để chống phá, thì lực lượng báo chí phải là lực lượng xung kích để phản bác lại các cái lực lượng phản động ấy. Tác phẩm báo chí về đề tài bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng cần ở đội ngũ nhà báo, phóng viên có trình độ nghiệp vụ vững chắc, bản lĩnh chính trị vững vàng và tình yêu, lòng đam mê với nghề nghiệp. Hơn 10 năm công tác là phóng viên chuyên mảng chính trị, nội chính, nhà báo Văn Hải, phòng thời sự, Đài Phát thanh Truyền hình Vĩnh Phúc luôn xác định tôn chỉ, mục đích trong hoạt động nghiệp vụ, góp phần bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, mang đến cho khán thính giả những thông tin đảm bảo nhanh nhạy, chính xác, kịp thời, định hướng thông tin dư luận. Bản thân tôi cũng như các đồng nghiệp cũng xác định là phải nâng cao hơn nữa cái trình độ chuyên môn nghiệp vụ, bản lĩnh chính trị để mà tiếp tục tuyên truyền đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái thù địch và tuyên truyền để mỗi người dân cảnh giác trước các âm mưu thủ đoạn của các thế lực thù địch. Từ đó mà mỗi người dân sẽ là một chiến sĩ trên mặt trận văn hóa tư tưởng của Đảng. Truyền trang về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, đấu tranh phản bác các quan điểm sai trái, xuyên tạc của các thế lực thù địch trên báo Vĩnh Phúc đăng tải nhiều tác phẩm báo chí về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, loạt bài về tăng sức đề kháng cho thanh niên của hai nhà báo Minh Hường và Bạch Nga là một trong các tác phẩm báo chí của báo Vĩnh Phúc đã đặt giải tại cuộc thi viết về bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng trong tình hình mới. Chúng tôi lựa chọn tác phẩm mà tăng sức đề kháng cho thanh niên bởi chúng tôi nhận thấy thực tế hiện nay thanh niên có những cái ưu điểm, có những cái vượt trội, ví dụ tuổi trẻ, trí tuệ và tinh thần xung kích vì cộng đồng, nhưng bên cạnh đó do đặc điểm tâm lý cũng dễ bị lôi kéo lợi dụng vào những cái hoạt động sai trái ảnh hưởng đến an ninh trật tự và cái nền tảng tư tưởng Đảng. Vì vậy mà cái công tác giáo dục chính trị cách mạng, giáo dục đạo đức cách mạng cho thế hệ thanh niên là rất đặc biệt và quan trọng. Trong bối cảnh bùng nổ công nghệ như hiện nay, càng đặt lên vai trò các nhà báo, phóng viên trách nhiệm lớn lao hơn trong rèn luyện bản lĩnh chính trị, nâng cao chuyên môn nghiệp vụ, góp phần phát huy vai trò của báo chí trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng. Là những chiến sĩ tiên phong trên mặt trận tư tưởng văn hóa của Đảng, các nhà báo và những người làm báo cần phải nâng cao bản lĩnh chính trị, đạo đức, chuyên môn nghiệp vụ và văn hóa của người làm báo. Đồng thời phải đi sâu thực tiễn, sáng tạo những cái tác phẩm mang tính hơi thở của cuộc sống để mà đấu tranh phản bác lại những quan điểm sai trái thù địch và có những tuyến trình bày đấu tranh trực diện vào những cái tư tưởng, những cái hành động không đúng của các cái thế lực thù địch trên mạng xã hội hiện nay. Cùng với xây dựng nền báo chí, truyền thông chuyên nghiệp, nhân văn và hiện đại, theo quan điểm nghị quyết Đại hội lần thứ 13 của Đảng, báo chí cách mạng Việt Nam nói chung, báo chí Vĩnh Phúc nói riêng đã phát huy cao độ và làm tròn sứ mệnh người chiến sĩ trên mặt trận tư tưởng văn hóa, đi đầu trong bảo vệ nền tảng tư tưởng của Đảng, để báo chí luôn đồng hành cùng đất nước, dân tộc trong các giai đoạn phát triển.